Vâng, xin chào các bác. Em lên cho các bác quả nồi cơm của Sanyo. Đấy, nồi cơm Sanyo. Con này nó có đồng hồ nó vẫn chạy này các bác này. Cái đồng hồ nó vẫn chạy này. Cái này về cho các bác cài đặt. Bây giờ không phải là 12 giờ 4 phút đâu các bác nhá. Nó tự nó nhảy đấy. Đấy, con này thì em thanh lý gọi là về các bác nghiên cứu sửa chữa hay lấy đồ đấy nhá. Đấy. Đây. Bên trong này các bạn ấy ở kho các bạn vẫn còn cho nước mà. Cái này thì em chỉ gọi là cắm test cho các bác gọi là lên điện, chứ còn về các bác dùng hay là làm gì thì làm nhá. Em bán thanh lý luôn. Đấy. Đây để em đi em bỏ lửa đi đã. Thôi để tí vứt sau. Đây xong đây các bác nhé. Inox này rất đẹp. Đây các bác này. Này em đổ nước đi luôn cho các bác xem luôn này. Rất là dày. Inox. Đấy, dày dã man luôn. Xoang. Sanyo. Đây là cách để mở lắp này các bác này. Nhấn vào đây. À đây, gạt này lên chứ. Đấy. Áp suất bi nhá. Áp suất bi các bác nhá. Đấy, áp suất bi. Khóa ngàm nó inox này. Đây. Xung quanh đây. Sanyo. Cái này thì em thanh lý về các bác về về mình làm gì thì làm thôi, chứ còn hay là dùng hay là làm, tóm lại làm gì thì làm. Em bán là bán thanh lý theo giá và lấy xác lấy đồ được quá nhá. Đấy, giá thì 480k, về các bác lấy đồ lấy xác lấy gì thì lấy, hay là mình dùng hay làm gì thì các bác xử lý. Dây của nó này, dây nó thụt không hết đâu, các bác chắc phải cuốn đoạn này đẩy vào thôi. Cái này chắc kiểu nó so nó kém kém rồi các bạn, hay là do nó xoắn này. Rồi gì đấy, tình trạng nó như vậy em bán luôn cho các bạn, nó nhanh. 480k các bạn nhá. Sanyo. Này, rất bụi luôn, về mình cái này chắc các bác phải rửa giấy vệ sinh qua đấy. Cái này này các bác này, các bác về mình phải gắn lại cái này tí này. Em thấy cái này nó cứ lỏng la lỏng lẻo cái gì như này. Các cái này hàng nguyên bản về bên Nhật nào y chang luôn nhá. Em không hề động chạm, không hề mở ra, không hề sửa chữa một tí nào luôn. Đấy. Này, về các bác chắc là phải gắn lại cái này tí này. Chắc là bị tuột cựa rồi, chắc chắn luôn thì nó mới như này, chứ chả cái nồi nào nó như này cả. Chỉ có tuột cựa nó mới như này thôi. Đấy, về các bác xử lý cái này đi cho nó đẹp. Đấy. Giá là 490k các bác nhá. 490. Bác nào mà có 480 bác nào chốt con này Zalo em. Thương hiệu Sanyo cực kỳ nổi tiếng của Nhật luôn. Đây. Đấy, phía dưới đây, đáy đây. Đây, ui giời ơi nó bụi này. Em có tháo ra làm gì đâu các bác. Đợt này em không làm nồi cơm ấy, xả thanh lý hết. Em vừa xả một con xong có một bác khách quen ở Tuyên Quang bác ấy lấy rồi. Bác khách đấy gọi là bác siêu quen luôn. Một bác khách gọi là gọi là chuyên lấy đồ luôn. Bác lấy gọi là mọi mặt trận, các loại hàng, thích cái gì là bác ấy múc luôn quả đấy. Bác khách ấy mua là chuyển khoản. Bác ấy ở Tuyên Quang. Thực ra gọi là anh chứ còn, tại vì giọng anh trẻ lắm, không biết là tuổi anh như nào, nhưng mà nghe trẻ lắm, chắc tuổi lắm thì được khoảng 37, 38 gì đấy. Nhưng nhà em cứ quen gọi là các bác khách. Nhưng mà nghe giọng anh trẻ lắm. Chả biết là bao tuổi. Nhưng mà nghe giọng thì rất là trẻ. Đoán đoán mấy anh em đoán chắc là anh tầm khoảng 37 38 gì đấy thôi. Đây. Anh vừa lấy xong các bạn. Đấy. Thì em quay tiếp cho các bác con này, tại vì là có hai bác nữa cũng đang hỏi. Thế là em quay luôn con này. 480k các bác nhá. Đấy, bác nào mà chốt con Sanyo thì alo em. Em xin chào và kết thúc video rồi đấy nhá. Con này thì hàng của nó là 1 lít các bác nhá, hàng 1 lít nhá. Đấy, rốt inox. Yo, nặng dã man. Đấy, rốt inox nặng như cối đá. Em xin chào nhá các bác.